Xin chào các bạn Chủ đề hôm nay Đầu tiên là nói về Dianga Dianga nó sẽ xuất hiện ở sự kiện Red Draw ở bản tiếng Anh Vào 23 giờ tối nay Khi bắt đầu ngày mới Với Dianga có thể nói là Đây là một S cộng gần như là tốt nhất ở hiện tại Ngay cả khi với 4 sao Dianga nó có thể vừa công Vừa có thể phòng thủ Vừa có thể uh, hỗ trợ cho đồng đội Và đặt rất nhiều hiệu ứng bất lợi lên địch Với Dianga ở server mới chẳng hạn Thì các bạn nên lấy Dianga nó sẽ là một con S cộng sử dụng rất là lâu dài và đa dụng ở trong nhiều đấu trường hay là đi ải với đi ăn ga nguyên nhân đợt vừa rồi nó được mạnh thêm là do ở bản tiếng Trung đã vừa ra mắt đó là con leo Galeo sang leo đây là một con hệ siêu linh và thép và để muốn cho cái tim thép nhà phát hành muốn nâng tầm cái tim đấy lên nên là đã bắt đầu nâng cấp thêm một số con hệ thép cũ trong đó có cả đi ăn ga sức mạnh để có thể đi kẹp với tim thép ở bản tiếng Trung hiện tại. Mặc dù là so với bản Trung hiện tại thì Dianga được búp như thế không có gì quá là mạnh. Nhưng mà với bản tiếng Anh như bây giờ thì Dianga nó rất là mạnh hơn so với cả những S cộng cũ. Ngày mùa 2 tháng 6 tới thì sẽ sẽ là sự kiện Red Raw của hai S cộng đó là Zekrom với Seimin. Seimin có thể nói bây giờ mình coi như là một S cộng gần như là yếu nhất. Có thể vẫn hơn vài con nhưng mà nó cũng không còn quá đặc sắc hay là tốt dành cho team gì cả ngoại trừ cái lúc 11 sao và tăng thêm 3 cái kháng tử cho đồng đội thôi nhưng mà nó phải ra đòn ulti mới được còn không thì nó cũng là vô dụng rồi và tiếp theo đó là Jack Rome đây là một con S cộng chính ở trong sự kẻ Red Raw sắp tới Jack Rome nếu mà 8 sao thì nó mới được tối ưu hóa được cái tính năng của nó đó là vào cái chế độ ép sung còn đâu dưới 8 sao tầm 4 đến 7 sao chẳng hạn thì so với Dian ga hiện tại thì Dian ga vẫn tốt hơn rất là nhiều Có thể sắp tới chứ biết là lúc nào Tại, tại vì là cũng phải cần một con S cộng nào đó ở bản tướng chung ra mắt Theo kiểu mà cùng hệ điện hay là hệ uh, Cỏ này chẳng hạn Thì Jack Rome với cả Seimin mới được búp hơn Chứ còn bây giờ Chưa biết có con nào ra theo kiểu cùng hệ với Jack Rome để được búp không nhưng mà Jack Rome nếu mà không được búp thêm nữa thì tương nhiên so với Dian ga bây giờ sẽ là yếu hơn rồi Còn nếu 4 sao thì các bạn nên lấy ga hơn Nhưng mà nếu hên xui Zagrom được búp chẳng hạn Thì bây giờ Nếu mà được búp Theo kiểu mà 8 sao chuyển về 4 sao Thì Zagrom lại là một con nên lấy Cho nên nếu những ai mà Đủ điều kiện lấy được uh, Kiểu đang có sẵn ấy Thì vẫn cứ sử dụng S4 sao thôi Đợi chờ nó búp Nếu Nếu ở thời điểm này các bạn đang sử dụng Mega Skizor Thì các bạn nên lấy Dialga Mega Skizor và Dianga Sẽ là một cặp đôi tốt Ở thời điểm này Và cũng sẽ tốt trong một khoảng thời gian dài nếu các bạn sắp tới nữa mà lại lấy thêm Ziyachi nữa thì sẽ có bộ ba thép rất là ổn vừa có hỗ trợ vừa có tấn công và lại vừa có thêm kiểu dạng như là một con vừa công vừa thủ như Dianga nữa thì cặp đôi Mega Skizo và Dianga nó sẽ rất, là tốt ở thời điểm này Dianga kiểu gì ra skill 2 nó cũng sẽ búp cho một hệ thép bất kỳ không là nó thì nó sẽ là dành cho Mega Skizo với Dianga như của mình, nó dưới 8 sao, dưới 8 sao nó cũng đã đặt được hiệu ứng đó là lão hóa rồi. Các bạn thấy rất là nhiều ứng trừ lên đặt lên địch. Cái hiệu ứng lão hóa này nó đặt lên địch ấy, thì nó trừ đi 10% sáu chỉ số chính của địch rồi này. 10% sáu chỉ số chính của địch trong đó sẽ bao gồm luôn cả máu gốc của địch. Thế nên đương nhiên là coi như là Dianga nó sẽ gây sát thương phụ là 10% máu gốc của địch nữa. Cho nên Dianga nó rất là có lợi. Giảm suy yếu địch nữa. Thì như các bạn thấy vừa rồi Đó là Ngay cả khi dưới 8 sao Thì Dianga nó đạt được hiệu ứng lão hóa Lão hóa là hiệu ứng bất lợi Là không thể bị xóa bỏ này Nó làm cho địch nhận thêm 20% sát thương nhận vào Bị trừ đi 20% tốc độ hồi nộ 20% tỷ lệ hồi máu Giảm cái sát thương đón đánh vật lý BA tách lên những đồng đội Hệ thép bị giảm đi 20% Và khi tấn công địch mà dưới hiệu ứng lão hóa này thì Sẽ giảm của địch đi 10% 6 chỉ số chính như vừa rồi và những địch nào mà đang bị hiệu ứng lão hóa này đánh lên đánh lên hệ thép ấy, mà không đánh theo kiểu khắc hệ ấy, thì lại sát thương lại giảm đi 20% nữa cho nên hiện tại bây giờ 8 sao hay là 4 sao của Dianga nó cũng sẽ sử dụng chung cái hiệu ứng của 8 sao này cho nên 4 sao đến 10 sao của Dianga bây giờ nó không khác biệt nhau là mấy nó khác biệt hơn nhau là chỉ số thôi với cả các cái khác chứ còn bộ hiệu ứng skill thì nó cũng y xì như nhau chỉ có 11 sao thì nó sẽ có cái khác hơn cái khả năng phòng thủ của Dianga bây giờ nó tốt hơn ngày trước đó là các bạn để ý đây là level 1 của skill đó là giảm đến 40 sát thương nhận vào và chuyển cái đấy thành cái gọi là máu phụ này máu phụ chỗ đấy nó sẽ mất đi 1 phần 3 ở bắt đầu mỗi lượt Tức nhiên khi giờ khi các bạn nhận vào sát thương là 100.000 thì các bạn sẽ không nhận mất hẳn là 100.000 mà các bạn sẽ chuyển 40% của nó tức là 40.000 các bạn sẽ chỉ nhận 60.000 sát thương thôi còn đầu 40 nghìn thì sẽ chuyển vào một cái máu phụ và cái máu phụ này thì nó sẽ mất đi 1 phần 3 số đó mỗi lượt tức nghĩa là 40 chia cho 3 tức nghĩa tầm 13.000 máu mỗi lượt thôi cho nên cái khả năng phòng thủ của Dianga có thể nói là rất là khả năng sinh tồn nó cực kỳ cao cho nên Dianga sẽ là một con đáng chơi ở thời điểm hiện tại thì các bạn nên lấy đây là mình câu trả lời cho câu hỏi rất là nhiều bạn thắc mắc đó là bốn sao Dianga có chơi được không hay là đi lâu dài được không thì mình trả lời hiện tại đó là có còn ngày mai sau khi reset lại thì mẹ Dianga ra mắt Red Raw này, đồng thời sẽ có sự kiện nó tiêu kim cương hoàn kim cương. Thì các bạn sẽ lấy được Dianga chắc chắn là phải hơn 15.888 ở trong sự kiện này rồi. Thì các bạn sẽ hồi lại được tầm hơn 2.000 kim cương. Thì các bạn lúc đó lấy được Dianga cũng cùng lắm là chỉ 16.000 thôi, rẻ hơn rất là nhiều. Còn nếu bạn nào mà không đang có sẵn Dianga rồi mà muốn lấy Zagrom ở thời điểm ở sắp tới ấy, Thì các bạn vẫn muốn làm được cái sự kiện kia Thì các bạn mua cái thẻ này Thẻ này nó sẽ đắt hơn bình thường Đó là hơn 12 kim cương Mua 10 cái là coi như đắt hơn 120 kim cương Nhưng khi mà Bản tiếng Anh được reset lại Ngày mới Thì cũng là lúc mà Mega Rayquaza Ở bản tiếng Anh nó sẽ bắt đầu chính thức xuất hiện Và tràn ngập ở bản tiếng Anh Đây sẽ là thời kỳ mới Meta của Mega Rayquaza và những đồng đội. Mega Rayquaza sẽ là một con rất là mạnh. Bộ skill của nó thì mình đã review rồi và các bạn có thể đọc đọc ở bản tiếng Anh chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ review skill của nó khi mà nó có Z mu đi kèm. Đây chính là tính năng Z mu của Mega Rayquaza. Nâng cấp lên skill 1, skill 2 và phần nội tại. Skill 3 thì vẫn đang phải chờ đến bậc cộng 6 trên 6 thì sẽ mở được với Zmu của Mega Rayquaza khi nó ra skill 2 mà nó đang có khiên gió thì nó sẽ tạo thêm ra được nữa đó là hai cái lốc xoáy đánh lên ngẫu nhiên hai địch ở đây các bạn thấy Zigade và Articuno vừa có hai cái lốc xoáy nó sẽ gây ra sát thương bằng 50% song công của Mega Rayquaza và cái cái khiên gió đó là như các bạn thấy có một cái gọi như là những cái vệt gió xung quanh Mega Rayquaza và tạo ra khiên cho nó Và ngoài ra Nếu mà địch đó mà bị rơi xuống nữa Thì nó sẽ gây sát thương thêm Đó là 50% Song công của điện Của Mega Rayquaza nữa Như các bạn thấy Iatina vừa rơi xuống phát Là mất máu địch xung quanh Thì đó là tác dụng của Zmu Mega Rayquaza khi lên Skill 2 Và các bạn biết là khi Mega Rayquaza bay lên trời Đủ ấn Z mu của nó ở nội tại khi mà đồng đội ra skill thì nó sẽ nhảy xuống và ra đánh ké bằng skill 1. Và xong rồi bay lên trời tiếp. Thì đây là một tính năng rất là hay của Mega Rayquaza. Mega Ray Quaza nó sẽ tạo cho những đồng đội hệ bay cái khiên gió bằng song công của nó ngay từ đầu lượt. Nếu bạn thấy toàn bộ team đều có hệ bay và Mega Ray Quaza đã tạo ra cái khiên gió cho cả team như vậy. Thì đó là tác dụng nội tại đầu tiên của Mega Ray Quaza khi lên Zmu. Với Mega Ray Quaza ngoài việc tạo ra khiên gió trong vòng 2 lượt đầu cho những đồng đội hệ bay bằng song công của nó, nó còn hỗ trợ cho những đồng đội hệ rồng đó là tăng thêm 10% tỷ lệ bạo kích và khi mà ra sát thương bạo kích thì sẽ bỏ qua 20% song thủ của địch đó là cái uh, hỗ trợ mới của Mega Rayquaza khi lên Zmu nội tại và trong team của bạn mà chỉ cần có thêm một đồng đội hệ rồng nữa thì Mega Rayquaza nó sẽ được bay lên bầu trời thêm một lần tính ra sẽ có 3 lần trong một trận nhiều hơn so với cả nội bình thường là một